À, Phương Lê sẽ sử dụng kem trắng sáng để Phương Lê khóa lại cái lớp hai cái lớp tinh chất serum Phương Lê vừa thoa đó mọi người. Kem trắng sáng rất là đánh lên cái da, là nó sẽ giúp cái da mình căng mọng, giúp cái da mình căng mọng và giúp cái da mình sáng ra, mọi người thấy không? Quan trọng nhất là cái nền mặt, cái nền của mình nha cả nhà, cái nền nó đẹp rồi là mình trang điểm những cái sao rất dễ. Đó.